Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của thầy hai cô chú anh chị. Đây hôm nay xi măng nó cứng hết rồi nè cô chú ơi. Mà bữa nay nó cứng à, đi thoải mái rồi nè. Thở sao? Qua là đi không có dám đi của chú anh chị, phải đi ở giữa đó, ở giữa tấm gạch. Qua lên thì không nên thoải mái tha hồ. Thoải mái tha hồ luôn. Thoải mái tha hồ đi đi phải không? Để kia. Cái dĩa này chút mình dẹp bằng cái bàn luôn đi. Chị cho em miếng khăn ướt coi em lau cái dĩa này. Nam tháo cái bọc cây len ra đi Nam. Tháo đi, chiều bắt đầu mình chùm lại. Bữa nay có anh Nam vui à. Bữa nay có đi nó không anh Nam? Trời đất ơi, ghê vậy, giống ca sĩ vậy hả? Nam lúc này bận quá trời. Cái này Nam chạy show dữ lắm. Bánh bò này mình để trong bịch mình mở ra vậy thôi. Đậu ra nó dơ. Còn đúng ba cái. Mua cho chú đi. Dạ. Được rồi chị. Đây có cái gì? Tại rồi đậu phộng. Một cây mới là thùng này luôn á ta. Này em chăm nước ấy chị. Chiều giao bây giờ còn đứng. Chưa giao nữa hả? Chưa. bị kẹt. Tại bảo quá chị. Để hai đèn lên chị mà. Không có hồi về. Đây chờ là anh Phúc chứ hả? Đây chờ là anh Phúc. Tại bảo mà. Yeah.
ba mát lắm, ăn cơm. Phải không? Do hôm rồi ý ta. Rồi sao cái làm sao vậy? Tạm đây. Cái ni hả? Còn lấy ni vài chục lần nữa đó, nó mới ra ấp rồi đó. Lau hình của thầy. Thì hù nó không ăn lan hả ta? Chứ mình đẩy lại nó ít ăn. Chị đẩy chứ đó, đẩy nó cũng nó cũng xé bạch luôn á. Không có giỡn đâu. Trời ơi, cái con nó không có gì nó tham. Nó đã muốn rồi. Con chút xíu mình lấy nước mình dội mình quét. Cát đất không kìa, để dội quét cái cho sạch. Nó mát với lại xi măng chán chết luôn. Con một xích thôi dưới trời. Đâu à? Nghe không? Nghe. Đây mới nghe rất nè. Là thôi. Hồi nãy không có nghe đằng kia. Ngọc nó không đạp người ta hay gì nè. Xuống mộ thầy là không có được sát sanh nha Ngọc. Mau cái mẫu cho sạch sẽ. Dạ trời. Mà đi qua lau phụ ở bên cái mộ của bà cô nè. Bữa hôm qua làm gì bên mộ bà cô đắt cát không à? Chị lại bỏ xuống dầm hả chị? Cũng bắt rồi không có
lau bên bà cô luôn đi, cho lau bà cô cho sạch sẽ luôn. Hôm qua làm bên bản văn bên mộ bà cô quá chừng. Ok. Ta lại thắp nhang đi, ta dội. Thì dội xong có chút bước vô cái dơ em nữa. Vậy. Nãy xong xuôi cái hả? Nãy để cho nước vô mà đó cái đầu. Thế là bỏ chết ở ngoài. Cúng nó đi cái tạc cái đi về là bạn người ráo uống phải không? Làm chuyện tào lao lùi bu. Thôi thắp nhang thầy cái đi. Thắp hương, thắp hương rồi. Vòng vòng xung quanh hàng xóm của thầy. Đây 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 đây. Đây nè. Không có bà cô kia ta, bà cô kia xịt nước ở đâu ta? Mượn cái ống bà cô quá mà xịt tới trên luôn. Cái ống giờ chắc khó kiếm. Mượn cái ống cái mình xịt ở trên luôn. Sáng đúng dàn bánh lên thầy ha cô chú anh chị. Phía trên nè. Phía trên phải có cái ống hả? Ống mà mình tưới nước ở bên trên luôn cho nó cứng xi măng. Và 12 vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi.
xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Trước khi kết thúc video Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe, rồi làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý à. Nhiều lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.